Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Clip kho hàng cạnh ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cháy dữ dội, nhiều sinh viên ôm tài sản sơ tán trong đêm. Phát hiện đám cháy, hàng trăm sinh viên và người dân sống kế bên nhà xưởng hô hoán tháo chạy. Khoảng 1 giờ ngày 18 tháng 4, một kho chứa hàng hóa trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bùng phát dữ dội, cục khói đen bốc lên cao hàng trăm mét. Đám cháy lớn kèm theo hướng gió thổi mạnh về phía dãy A, ký túc xá trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện sự việc, hàng trăm sinh viên và người dân sống kế bên nhà xưởng hô hoán tháo chạy. Các sinh viên ôm theo tài sản lần lượt theo cầu thang bộ sơ tán khỏi ký túc xá trong đêm. Nhận tin báo, lực lượng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 11, công đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 1 thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07, công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị khác có mặt triển khai đội hình vòi nước phun vào đám cháy. Lực lượng chuyên nghiệp dùng 29 xe bao gồm cả xe thang cùng 159 cán bộ chiến sĩ chia nhiều hướng tiếp cận, xịt nước, không để hỏa hoạn lan rộng. Do đám cháy lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, cháy lan sang ký túc xá sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh. Nhiều giờ sau đám cháy mới được dập tắt.